Abramovich lên tiếng về việc vay mỗi người bạn 1 triệu bảng. Người phát ngôn của Roman Abramovich đã lên tiếng về việc tỷ phú người Nga, chủ sở hữu câu lạc bộ Chelsea, vay tiền những người bạn của mình. Hôm qua 6 tháng 4, chuyên mục Basics của tờ The New York Post đã đưa thông tin gây sốc. Theo đó, nhà tài phiệt người Nga, chủ sở hữu câu lạc bộ Chelsea, Roman Abramovich đã muối mặt đi vay mỗi người bạn của ông 1 triệu bảng Anh để có tiền trả lương cho nhân viên, cụ thể với việc bị chính phủ Anh đóng băng tài sản và chi phí hàng tuần phải trả cho nhân viên là 600.000 bảng Anh. Abramovich đã phải đi vay mượn những người bạn bè giàu có khác mỗi người 1 triệu bảng Anh nhằm giải quyết khó khăn trước mắt. Brent Ratner, người đạo diễn các bộ phim bom tấn Hollywood như Giờ Cao Điểm và X-Men: The Last Stand, là một trong những cái tên được Abramovich liên hệ vay tiền. Abramovich cũng liên lạc với những người bạn tại phố Wall và giới công nghệ. Thông tin cũng cho rằng Abramovich đã tiếp cận gia đình Rothschild, mặc dù cho đến nay không ai được cho là đã đồng ý cho Abramovich vay tiền. Thông tin này được hàng loạt tờ báo ở Anh đăng tải lại, trong đó có Mirror. Abramovich, 55 tuổi, bị chính phủ Anh phong tỏa tài sản vào tháng 3 vừa qua vì cho rằng ông có liên hệ mật thiết đến Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đã phát động cuộc tấn công quân sự vào Ukraine. Hôm nay 7 tháng 4, nhà tài phiệt tỷ phú người Nga, Roman Abramovich đã bác bỏ thông tin ông đi mượn tiền bạn bè. Abramovich đã thông qua người đại diện phát ngôn của mình lên tiếng trên CTRM. Người phát ngôn của Abramovich nói với tờ CTRM rằng Abramovich chưa nói chuyện, cũng chưa yêu cầu các cá nhân khác tài trợ. Người phát ngôn của Abramovich cũng nói thêm, chúng tôi đang liên hệ với nguồn gốc của thông tin vì họ đã không liên hệ phỏng vấn trước với chúng tôi. Tài sản của Roman Abramovich được cho là đã sụt giảm 5 tỷ bảng Anh kể từ khi ông bị chính phủ Anh và EU đóng băng tài sản, bao gồm cả câu lạc bộ Chelsea. Abramovich hiện chỉ còn tài sản trong khoảng từ 5,5 tỷ bảng Anh đến 6,3 tỷ bảng Anh. Abramovich buộc phải từ bỏ quyền sở hữu Chelsea và phải bán câu lạc bộ. Abramovich cũng không nhận được bất cứ một đồng nào từ số tiền bán Chelsea. Thông báo của Abramovich nêu rõ, trong tình hình hiện tại, tôi quyết định bán Chelsea vì tôi tin rằng điều này là vì lợi ích tốt nhất của câu lạc bộ, người hâm mộ, nhân viên, cũng như các nhà tài trợ và đối tác của câu lạc bộ. Mức giá Abramovich mong muốn bán Chelsea rơi vào khoảng 3 tỷ bảng Anh. Ngày 15 tháng 3 vừa qua, EU cũng áp đặt lệnh trừng phạt Abramovich vì lý do ông có quan hệ mật thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thông báo viết, Roman Abramovich có đặc quyền tiếp cận Tổng thống Nga và duy trì mối quan hệ rất tốt với ông ấy. Mối liên hệ với nhà lãnh đạo Nga giúp Abramovich duy trì khối tài sản đáng kể của mình. Roman Abramovich đã được Ukraine liên hệ đề nghị ông trợ giúp tìm giải pháp hòa bình cho Nga và Ukraine. Kể từ đó, Roman Abramovich đã nỗ lực và tham gia vào nhiều cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine.